Tôi đã từng tăng cân vì giảm cân sai cách. Trước khi mà giảm cân thành công 10kg thì tôi cũng đã trên dưới 5 lần thất bại rồi. Mấy bạn biết lý do tại sao không? Đầu tiên là không có chịu đo calo in, chỉ có nhắm chừng thôi. Vậy nên là có những cái ngày mà tôi đã ăn quá ít, thậm chí có lần đi tập mà tôi xém xỉu luôn. Tại vì ăn ít quá nên lại hay thèm ăn rồi lại ăn như chưa từng được ăn. Cứ trong cái vòng luẩn quẩn gì đó nên là giảm cân thất bại. Thứ hai là sử dụng thuốc giảm cân detox có hại cho cơ thể. Tôi đã từng kể cái trải nghiệm uống thuốc giảm cân kinh hoàng của tôi rồi đó. Nói chung là chỉ có thấy cái túi tiền tôi giảm chứ cân nặng giữ nguyên mà sức khỏe còn kém đi nữa. Tôi biết là có nhiều bà cô chấp mua vì nghe mấy cái lời quảng cáo quá. Mà thôi tin tôi đi, không có gì bằng ăn chi khoa học kết hợp tập luyện đâu. Nếu mà mọi người muốn uống nước detox để hỗ trợ làm mát và thanh lọc gan thì có thể tham khảo nước cần tây nha. Về công dụng của em nó thì khỏi phải bàn rồi, giúp cải thiện da nè, hỗ trợ lọc bát gan. Uống nước cần tây có thể giúp mình cảm giác no và làm giảm cảm giác thèm ăn nên là còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng nữa đó. Bận quá không có thời gian thì có thể dùng bột cần tây cũng được. Dạng bột thì tôi đang sử dụng cái loại này nè. Không có khó uống đâu nha, vì cái bột này được mix sẵn thêm với mật ong nữa. Gói này pha với tầm 200ml nước, uống dần trong ngày hay là trong lúc tập cũng được nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.